Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một chiếc đẩy 4 kênh nhập từ bên Trung Quốc về. Em vừa về hàng đêm tối ngày hôm qua, bỏ ra test, bây giờ đóng lại, xong bây giờ lại mở ra. Đấy. Thì đây là sản phẩm nhập khẩu từ bên Trung Quốc về các bác nhé. Made in Power 4 kênh với công suất trên 1 kênh là 900W. Và em bán cho các bác cái giá các bác không thể tưởng tượng được tại sao lại hợp lý đến thế. Đấy. Con này đến từ thương hiệu là của châu Âu, đến từ thương hiệu đến từ Ý. Và sản xuất gia công lắp ráp thì lại tại Trung Quốc. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng này. Em sẽ lật cho các bác sang đến tận trang cuối cùng. Công suất con này là 900W nhưng mà trên đây thì họ chỉ có ghi là như này thôi. Máy này là dòng này là dòng 4 kênh thì là nó là 900W trên 8 ohm và 4 ohm thì nó sẽ là làm 1400W. Thực tế là nó chỉ được khoảng tầm 1400W thì nó đây là 1200 là trên máy 8 và 1600 là trên máy 1000. Đấy. Và cân nặng thì họ không ghi đây. Đây là cái thông số của nó. Và những cái loại máy mà nó khỏe hạng dạng cao cấp hơn nữa thì nó đắt tiền hơn nữa. Con này thì các bác chắc là không cần phải hỏi giá đâu nhỉ. Mà có thích hỏi giá thì em cũng đọc giá luôn nhá. Đấy, mặt của nó đây. Đây là cái mặt của chiếc Made in Power Omni 4 kênh này. Công tắc nguồn này. Power saw off. Power saw off. Máy này thì nát nữa em sẽ mở ra cho các bác cùng xem nhá. Mở tung nội thất ra cho các bác cùng xem. Với mức giá hiện tại bên em đang chào bán hơn 5 triệu. Chỉ có hơn 5 triệu đồng thôi. Nhưng phải cam kết các bác là máy nó hoạt động ổn định và bảo hành cho các bác là 1 năm. Nếu như có lỗi tại nhà máy hay là lỗi của nhà máy là bảo hành 1 năm. Lỗi do các bác sử dụng mà bị sai hoặc là các bác dùng nó sai quy cách mà nó dẫn đến lỗi thì em chỉ có gọi là hỗ trợ bảo hành thôi, chứ không có thể đổi mới được. Còn nếu mà hàng của nhà máy mà nó có lỗi là đổi mới luôn, chứ không có nói nhiều. Hàng về là phải bóc ra để test, sau đó là mới đóng gói gửi cho các bác nhá. Giá chỉ có hơn 5 triệu thôi, còn cụ thể là bao nhiêu thì các bác gọi trực tiếp. 5.999.000 cũng là hơn 5 triệu, nhưng nó dưới 6 triệu chắc chắn là thế. Dưới 6 triệu với một con Made in Power công suất là 900W, đủ 900W. Còn anh em nói 1.000 hoặc 1.100, 1.200 đến 1.500 thì đấy là việc của anh em. Còn bên em nói chuẩn là 900W trên 8 ohm thì là nó là 900W trên 8 ohm, chứ không thể là 1.000W trên 8 ohm được. Con này nó chỉ ra max power là 900W trên 8 ohm, duy trì tại đều là 4 kênh. Còn nếu mà đo một kênh thì nó có thể đạt được 1.100 trên một kênh. Nhưng khi các bác tải đều ra 4 kênh trên tải 8 ohm thì nó chỉ được có 900W thôi. Đấy là thực tế nhá. Rồi không đinh tinh lên tuyên nữa thì bây giờ em sẽ bế chiếc Made in Power Omni này ra, anh gọi là cục đẩy này ra, tháo tung cái vỏ ra cho các bác cùng xem nội thất bên trong nó có những cái gì và nó có đúng không các bác nhá. Đây là cái mặt trước của sản phẩm này các bác này. Thương hiệu thì người ta đặt tên thôi, nhưng còn hàng từ Trung Quốc về thì em nói luôn. Còn hàng này là phần tầm trung và rẻ tiền, nhưng nó vẫn đạt được cái chất lượng như là bên em yêu cầu về công suất hay là về cái chất lượng âm thanh, về độ noi, độ sôi, nhiễu tín hiệu mà mặc định thì nói chung là mình có thể chấp nhận được trong cái phân khúc mà tầm giá nó chỉ có hơn 5 triệu các bác nhá. Về phần sò thì có đếm mỏi tay. Đấy. Sò thì có đếm mỏi tay. Riêng về phần nguồn như bên nhà hãng hay bất cứ bên nào bên Trung Quốc thì đều là 2 giang, tức là 2 năm bảo hành với phần nguồn. Và đây là cái thông số hay là còn gọi là cái mức chỉ tiêu điện áp giữa phần bao bì và cái phần trong này này. Công suất điện áp chính là 96480 4896. Đấy là phần điện áp chính, thì đây nó cũng thế, nó cũng tương tự như nhau. Thế gọi là cái vòng này là nó là chỉ là cái ốp ngoài, thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là nó tránh cái nhiễu xung để nó gọi là ảnh hưởng đến cái sóng xung ra ngoài. Liên quan phần linh kiện thì nó tránh cái nhiễu đó. Đấy các bác nhá. Tụ nguồn của nó thì có là 2 4 6 8 8 tụ một kênh, một bên. Đấy. 16 tụ hai bên. Đấy. Và dây bó này là đều là bó dây điện áp mạch class has cao cấp. Đấy. Máy mới cứng nha các bác nhá. Đập hộp nguyên đan nguyên kiện. Con này thì nó sẽ sử dụng là tổng cộng là có
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con trên, 7 con dưới là 14 con MOSFET sử dụng công suất chính. Còn nếu mà đếm sò thì chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con ở trên, 8 con ở dưới là 16. 16 với 16 là vào 32. Và 32 cộng với 32 nó sẽ thành 64. Nhưng thực ra là chỉ có 52 con công suất hoạt động, tổng công suất máy thôi các bác nhé. Chỉ có 52 con hoạt động thôi. Còn những con khác nó chỉ là điểm đếm, bù áp và cấp nguồn, cấp tín hiệu xuất đến chân ấy, gọi là chân giải phóng kiểu ấy. Đây là cầu chì này, các cầu giao loa này. Với cái máy phổ thông hơn 5 triệu các bác đừng có mơ ước nhiều về linh kiện của nó phải thật là chất thế này thế kia. Còn những máy mà nó hơn 6 triệu nó lại khác con này một tí. Bản thân máy nó sẽ dài hơn, sâu hơn một tí. Và cái điện áp, đây này, điện áp này không phải là 96 mà có khi là 103. Đấy, ví dụ thế. Và những cái máy mà đời cao hơn nữa thì công suất lại lớn hơn nữa. Những cái dòng này thì thực tế là các bác dồn kênh này, các bác dồn hai kênh, kênh A, kênh B, đánh một con súp kép, kênh C, kênh D đánh một con súp kép, thì hoàn toàn máy này có thể đánh được một cặp súp công suất là khoảng tầm 1600W trên 8 ohm là có thể đánh được. Và tổng công suất đầu ra con này thường thường nó sẽ là 1800, nhưng cái này em chỉ giới hạn khoảng tầm 1600 thôi, tức là ước tính là 1600 đến 1700 trên 8 ohm. Và trên 4 ohm thì nó sẽ là 2600 các bác nhá. Trên 4 ohm nữa sẽ là 2600 trên 4 ohm các bác dồn kênh. Và đây là cái tổng quan mặt sau này. Đấy, đây là tổng quan cái mặt sau của cái sản phẩm. Nó có các cái đầu rắc ra loa như là rắc đa năng vặn xoáy để khóa dây cố định, cài đặt cố định, không cần cắm rắc speak công để gì đấy. Tức là cài dây cố định để một chỗ năm này qua năm khác các bác đấu ở đây. Còn nếu các bác mà mang đi làm biểu diễn chương trình ngoài trời thì các bác sử dụng kết nối nhanh giữa rắc speak công. Đấy, đây là tổng quan phần mặt sau. Máy này là 4 quạt tản nhiệt, sử dụng sò là NJVK. Đấy các bác nhá. Tụ nguồn của nó là 80V 15.000mi, 80V 15.000mi, tất cả cùng một loại. Đấy, đây là tổng quan cái phần máy Made in Power Amply. Hàng của Trung Quốc thôi, chứ không phải là hàng của châu Âu, châu Mỹ gì đâu. Thương hiệu người ta gắn tên thôi mà. Bên em bán hàng nói thật luôn, chứ không có giấu nghề, không có nói náo, và không có bốc phét quá đà. Bốc phét nhưng mà nó vừa vừa và đúng đúng thôi, chứ đừng có mà kiểu là bốc phét quá đà xong là các bác mua về không ưng ý với các bác thì các bác này sẽ là ra một cái ý kiến khác hoàn toàn. Đến lúc ý người tổn hại chính là bên em, chứ không phải là các bác. Tổn hại đến danh tiếng, tổn hại đến uy tín, và tổn hại đến cái lòng tin của các bác. Không phải là một người mà nó rất nhiều người. Nhưng các bác mua hàng bên em rồi, đã biết tính em rồi, bán hàng có sao thì nói luôn thế, chứ không phải nằng nhằng, không phải nòng vòng, không phải giấu gì cả. Chứ có đẩy nó ghi là SV1000 thì ta con này 900 thôi, nhưng nhiều anh em quảng cáo là 1200. Đấy là việc của anh em. Con này công suất là 900 trên 8 ohm trên một kênh. Đấy, và nếu mà con này trên 4 ohm thì là nó sẽ vào là 1400 đến 1500 trên một kênh trên 8 ohm. Đấy các bác nhá. Các bác dồn hai kênh vào thì con này là nó sẽ là 1600. Đấy. Hai kênh các bác dồn vào thì nó sẽ là 1600, còn hai kênh các bác dồn vào thì nó chỉ là có 2600 trên 8 ohm, à trên 4 ohm. Các bác nhá. Bởi vì điện áp của nó là nó ghi là có 90 mấy vôn thôi. 96 vôn thôi. Vào qua diode thì tụ tiếc nó nắn cầu nên giỏi 108 vôn hết cỡ. Thế thôi. Thế thì không có đâu ra mà nhiều cả. Còn những cái máy mà nó duy trì được mà gọi là mặc định trên tải 8 ohm, nó là 115 V, duy trì điện áp đầu ra thì là nó mới được vào 1400. Còn con này tụ 80 V kia, xong rồi đầu này là 9680 4800 4896 thì nó giỏi, nó ra chỉ được có vào 82 đến 85 V thôi, là hết tầm rồi, hết cỡ rồi, là công suất nó chỉ như thế thôi. Còn nếu như con máy mà các bác nhìn cái điện áp mà tụ nó là toàn 100 mấy V ấy, thì công suất nó không phải là 900 đâu, mà nó là 1200 đến 1500. Đấy, khoảng tầm 1200 đến 1500. Nhưng con máy mà tụ nó ghi tụ phần công suất mà mạch lan hát nó kiểu máy như này, mà tụ của nó ghi là 200 V ấy, thì nó lại ra điện áp khác hoàn toàn. Nhưng mà 200 V là phải điện áp đều nhá. Còn các bác ví dụ đo cầu hát hai cầu hát đối xứng mà nó chênh lệch là vào 200 V, như con máy này nó vào là khoảng tầm 180 V. Mà các bác đo cầu hát này với cầu hát kia
mà chênh lệch nó 200V thì nó công suất cũng chỉ tầm 900 đến 1000 thôi. Nhưng các bác đo chênh lệch hai cầu H giữa các cái dòng máy H mà nó là 120 đến 150V thì nó không phải là 1000 đâu, mà nó 1200 đến 1500 đấy, tùy từng đời máy đấy. Đấy là thực tế nhá. Còn em cũng không khuyên các bác là mở ra xong là đo đạc chọc máy, nếu mà các bác không chuyên môn đâu thì đừng, nguy hiểm lắm. Nhẹ nhàng thì hỏng máy thì bên em vẫn hỗ trợ bảo hành. Còn nếu mà nặng nề mà các bác tháo ra chọc máy mà nó dẫn đến hiện tượng chập cháy thì không có ai hỗ trợ cho các bác đâu. Bởi vì cái này nhà hãng cũng nói luôn là không nên mở ra và cắm điện đo đạc linh tinh. Mà đây là thực tế là có như thế nào thì bên em sẽ nói luôn, thế dân chuyên môn kỹ thuật nó sẽ khác với anh em gọi là nghiệp dư. Đấy, đây các bác xem nhá, đây là cái dây, hai cái dây đen này là dây lên công tắc này, cái dây đỏ đen này thì nó sẽ là dây vào transformer, tức là máy biến áp. Con này điện áp đầu vào như bên nhà hãng yêu cầu đây là 0V và 220V AC xoay chiều. Điện áp ra chính là 96480896. Điện áp ra phần gọi là xử lý tín hiệu cùng với các cái linh tinh khác này, nó là 17017 và ra quạt là 0V và 15V. Đấy, 0V và 15V thì nó sẽ là cái bó dây nó nằm ở đây. Phần này nó vừa là xử lý mặt quắc và vừa là xử lý cho quạt. Đấy, còn những cái dây vàng trắng vàng đen vàng này nó sẽ xử lý cho cái phần main đằng sau này, nó cấp nguồn cho phần main đằng sau. Và phần chính của nó thì nó sẽ là hai cái cụm bó dây này. Con này là sử dụng là 4 diode cầu rất là lớn các bác nhé, 4 diode cầu rất là lớn. Máy này là như bên em đánh giá là nói chung là cũng thuộc dạng tầm trung và khá. Ví dụ các bác mà đánh 4 kênh thì nên lựa chọn con này. Các bác chơi gia đình được, mà mang đi làm chương trình đám cưới cũng được, và giá nó rất hợp lý. Và thực tế thì một kênh con này nó có thể tải được một quả xúc kép tới 2 côn trăm, bởi vì công suất của nó là 1500 đến 1600 trên tải 8 ohm. Với những cái củ loa bát, với những cái loa bát nó phổ thông, nếu các bác mà có cặp xúc kép mà tới 2 côn trăm, mà các cái hàng kiểu giờ sẽ mà cái bát có 600W một quả, thì các bác dí con đẩy này oánh tít mù luôn, oánh vỡ vẩn khét cả loa luôn. Đấy, còn nếu từ 2 côn trăm mà hàng vãi xịn ý, thì các bác nên dồn kênh hai kênh AB để đánh một con súp, hai kênh CD để đánh một con súp thì nó sẽ hiệu quả hơn và căng tiếng hơn, nghe tiếng nó rõ ràng và sắc nét, và cũng như nó uy lực hơn rất là nhiều. Đấy, còn về cái phần đấu đá thì các bác có để liên hệ trực tiếp qua Zalo để em hướng dẫn chi tiết hơn. Còn nếu mà hướng dẫn qua đây thì các bác cũng có thể làm được, nhưng nó không thể chi tiết hoặc rõ ràng chính xác được. Nói chung là về phần đấu dây thì em sẽ hướng dẫn trong một cái clip lần sau. Còn hôm nay là quay và giới thiệu cho các bác là cái chiếc đẩy 4 kênh mang mã hiệu là SV1000 với tên thương hiệu là gắn tên. Đấy, hàng này em về em không muốn cái tên này đâu, em sẽ sau này em sẽ tẩy tên đi chứ em không để Photoshop nhìn trông luôn. Cô trời quá. Nói chung là không phải một mình em bán cái hàng này, mà không phải một mình bên Trung Quốc chào hàng ở Hưng Yên hay là ở các nơi khác các hàng này đâu. Hàng này thì trên thị trường có nhiều lắm, anh em không gắn tên này gắn tên khác thôi. Riêng em thì em nói thẳng là tốt nhất là về đừng có gắn tên, đừng có ký tên được cái gì cả, bởi vì hàng là hàng phổ thông mà giá rẻ thì tên chả giải quyết được cái gì đâu. Đấy, đây nhá, chế độ đấu thì các bác gạt về sale này, 4 kênh các bác đánh sale, cái mức ghi là 1.44V, 1.0V và 0.775V. thì đây là độ gain in tín hiệu đầu vào, càng nhỏ thì tín hiệu hòa vào càng lớn, còn các bác gạt được càng lớn thì số tín hiệu vào nó càng nhỏ. Thì đây là gọi là gain in dưới hạn âm lượng. Đấy, đây nó ghi là gain này, kênh A, kênh 1, kênh 2 này, đây nó ghi là kênh gain in kênh 3, kênh 4 này. Còn mode đây là chế độ đánh các bác nhá, thì đây là em đang để sell, tức là các bác cắm cửa A, cửa 1 thì nó ra 1, cửa 2 nó ra 2. Đấy, còn các bác gạt về Panenever, các bác cắm 1 thì nó sẽ ra cả 2. Đấy, còn các bác gạt Bright thì các bác cắm 1 thì là nó sẽ dồn kênh sang cả kênh số 2 nữa. Các bác sẽ đấu vào cầu cọc đây, kênh dương của kênh số 1, kênh dương của kênh số 2. Đấy, dương của 1 thì vào dương của loa, dương của 2 nó sẽ vào âm của loa. Đấy, nếu mà các bác gạt về Bright, còn thường thường thì các bác sẽ để về sell. Đấy, các bác đánh 4 kênh để về sell, các bác cắm 2 kênh để đánh súp thì các bác gạt về Bright cho nó khỏe, đánh súp cho nó căng. Còn các bác mà
đánh nhiều hệ loa khác nhau mà cùng một tín hiệu đầu vào tương tự, thì các bác cắm về kênh A xong là gạt về panel never thì các bác sẽ đánh theo kiểu tín hiệu tương tự. Đấy, tín hiệu tương tự là các bác cắm một dây ở kênh A này, ở kênh 1 này, xong là các bác cắm đường link của 1 sang kênh số 3. Đấy, thường thường nó là sẽ là như vậy. Với những cái hệ thống mà các bác yêu cầu nhiều loa, nhiều đẩy thì các bác cả là như thế. Thì trên đây này là video giới thiệu tổng quan cũng như là giới thiệu về cách đấu, hướng dẫn sử dụng về thông số kỹ thuật của chiếc Martin Power Ampli hàng ngắn tên này. Còn các bác nào có quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp nhé, giá chỉ có trên 5 triệu thôi, còn cụ thể bao nhiêu thì alo trực tiếp cho em nhé. Bên cung cấp hàng thì chỉ báo với em là bán ra hơn 5 triệu là được thôi em ạ. Em không phải bán cao đâu, không phải bán đắt đâu. Vậy bán như thế này em có công em bảo hành rồi. Và cam kết các bác là máy này là máy transformer biến áp dây đồng chứ không phải là dây aluminum. Đấy, nhưng bên hãng cung cấp thế thì em chả biết là như nào. Bây giờ cung cấp mà làm sai thì em sẽ có trách nhiệm là em khiếu nại. Thay vì các bác đi khiếu nại với em thì em sẽ có khách nghĩa cái trách nhiệm là em khiếu nại với bên cung cấp. Nếu như bên cung cấp làm sai thì chúng ta sẽ đập vào bên cung cấp. Còn nếu như các bác bảo là em làm sai thì các bác cứ đập vào mặt em, được chưa? Đấy, thế cho nó rõ ràng, cho nó khách quan. Thay vì là các bác mất nhiều thời gian thì các bác chỉ có mất đúng một thời gian gọi điện thôi. Đấy, thì bên em bán hàng thì cũng nói luôn nhá, máy này được hỗ trợ cho các bác là bảo hành trong vòng 1 năm. Nếu như có lỗi nhỏ nhà máy thì là hỗ trợ bảo hành 1 năm. Nếu như các bác sử dụng mà sai quy cách, sai chế độ đấu, hoặc là đấu sai dây, hoặc là đấu nói tóm lại là nó có lỗi như nào đó, thì bên em có cái trách nhiệm là hỗ trợ bảo hành đến mức tối đa là như thế nào. Đấy, còn nếu như các bác về sử dụng mà nó bị chảy xước, móp méo, khi các bác nhận hàng, các bác mở hàng ra thì các bác nhớ quay lại video trước khi nhận hàng là tình trạng nó như thế nào. Sau khi mở ra, nếu như mà cái hàng vận chuyển đến nơi mà các bác nó bị sứt mẻ, móp méo thì bên em sẽ có trách nhiệm. Đấy, hoặc là các bác mà mở ra nó đẹp nhưng khi các bác đi làm một vài chương trình nó bị xước xác, móp méo thì lúc đó là các bác sẽ phải chịu trách nhiệm. Đấy, với cái sản phẩm của bác mà các bác yêu cầu hỗ trợ bảo hành hoặc hỗ trợ đổi hàng thì sẽ đến cái mức đó. Đấy, ok, thì video cũng hơi nó ngoằng tí, nhiều các bác cũng nửa hiểu được không. Thì bây giờ nói tóm lại, sản phẩm này chỉ có hơn 5 triệu, còn bao nhiêu thì em không nói. Còn các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì hãy gọi trực tiếp cho em nhé. Công suất là 900W trên 8 ohm, 4 ohm thì nó vào 1.500 đến 1.600 trên 8 ohm, trên 4 ohm trên một kênh. Và các bác đấu dồn hai kênh gạt dry thì nó sẽ là vào 1.600W trên tải 8 ohm, và trên tải 4 ohm nó sẽ vào là 2.600W. Nếu mà 2.600W chia đôi ra thì nó là vào 1.300 trên một củ bát, thì nó nói chung là cũng thoải mái mà đánh các cái loại súp 50 từ 200 rồi các loại súp kép mà các bác dồn hai kênh là một đánh thì thoải mái luôn. Còn con nào mà các bác đánh a dây thì một kênh 2 quả, 2 kênh 4 quả, 3 kênh 6 quả và 4 kênh là 8 quả a dây. Hay nôm na nó là thế. Còn các bác mà muốn tối ưu hóa cho con này thì nó chỉ tối đa được 4 ohm thôi nhá, không tải được 2 ohm đâu, nên các bác đừng tham. Nếu như muốn tải 2 ohm thì các bác phải gặp những cái mạch class D ấy, nó mới chơi được 2 ohm. Còn với những cái dòng hát này thì nó chỉ chơi tối đa được 4 ohm thôi. Mà 4 ohm mà dồn kênh nó cũng khỏe lắm rồi. Ok, video đến đây cũng xin phép được kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một lần nữa xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.